cái đèn ra đi, bỏ cái đèn ra đi, đèn nó chói không thấy được. Ừ. Thôi đâu không biết, thôi không biết chạy đừng chạy ông ơi. Đây không? Ừ, không mà đã nói là không biết chạy đừng có chạy mà. Ừ. Không biết chạy đừng có chạy, con máy gạt, con máy chạy, con máy gạt tay lái nó nghịch, nó hơi nghịch so với xe á. Cứ đẩy tới là nó tới đẩy xe. Thì nguyên tắc nó là như vậy đó, nhưng mà nó là cabin ngồi nghịch so với xe. Chỗ nào chậm nhất? Sao chứ? Chỗ nào chậm nhất? Có một, nhưng mà thôi đừng thử bên nè. Đừng thử. Thấy như vậy chứ. Thắng hay là cách côn? Côn. Côn con, cách côn là nó đứng không? Ừ. Đứng được là được. Nhưng mà đừng nâng mỏ lên trước đi. Cũng tắt được. Sếp cái gì cũng biết lái, giỏi thật. Cái gì cũng biết. Má em thấy được đĩa nó đại chứ. Con này giá quá tốt luôn. Nó đòi 8.3, 8.5, trả cái 8 triệu. Không treo chợ nhiều nó 8.3 đó. Lúc mà cẩu về hết 300. Thì là 8.3 nó bao cẩu về mà. À. Còn với ông chủ nè, ông chủ con ta không tá nữa. Vậy là xe sang lại chỉ cần lấy 500 thôi à. Rồi thì coi nha, coi rã. Tính như hôm mai đến mai em rã của làm xe đồ ấy nha. Cái con này là chân, nó là chân lệch. Chân lệch ở chỗ là một bên xích to, một bên xích nhỏ.
cái bên chỗ ngồi này nè, bên chỗ ngồi đó là cái xích nó to nè, bên nếu để ý là bên kia là xích nhỏ, cái này ráo buổi sáng là ra banh hết ráo gì. Ừ, mà thật ra cái con này xích nó nhiều lắm, ở trong Tuấn nó ném đầy luôn, đây nhiều cái xích này đâu có mấy tiền đâu. Ừ, đâu có mấy trăm ngàn, cái xích này cũng tốt mà, không cũng có răng nứt rồi nhưng mà cũng không sao đó. Trời ơi, răng đủ má xài mà trời nó banh đứt lắm. Bữa trước có mua con này mắc má tới 30 chai. Chùa quá. Hả? Chùa. Mẹ mới đầu tiên bây giờ má giờ nó bán con này giờ thấy đĩa con tiếp chưa. Ủa ở đây nó là mai bao hay là nó bó ta? Bó cái gì mà may chứ bó cái gì? May hay là bó? Ủa mẹ nó đã xuống bao đây rồi, không phải là nó buộc đâu. Không phải là không có buộc. Đây là hai cái họng xuống này. Isiki 2 máy 11 ngựa mà nó chạy cái con này là cái con Isiki máy đây, mã số nó không thấy đâu hết. Đấy, mới thấy đây nè, 394 giờ chạy. Cái gì? 394 giờ chạy. Nó chạy có 349 giờ, 94 giờ, 400 á. Còn ngon quá. Má nhận có phí nha. 6 số tiếng mà 6 số tiếng 2 số lùi, chạy số 6 nhanh cực nhanh luôn. 110 thì đúng là 11 ngựa đó. Pointer 11 ngựa, chắc Thunder. Rồi thôi, để qua rút tiền giải quyết hậu quả.